người nào nói mà về mà đối với cha mẹ này kia, thầy khuyên đi liền. Bây giờ đây thầy nói, bây giờ đây Kim Quang có mặt đây này, mà nói đến tình mà mẫu tử là thầy khuyên đi về liền đó. Mình tu ngay chỗ đó là đạo đức của mình đó, chứ không có chỗ nào khác, là giải thoát là ở chỗ đó. Chứ mà chính những cái bài mà viết của Chân Quang là cái lượng của nó đầy đủ lắm, còn nó đủ cái tri kiến mà để nó chống lại ác pháp xung quanh nó. Khi mà nó về nó tiếp xúc với chuyện đời, cái tri kiến giải thoát đó, nó chỉ giúp cho nó bình an đó. Thầy biết mà, cái người nào mà viết bài dở mà thông suốt rồi, thầy biết cái người đó sẽ chiến thắng được những ác pháp, đem lại cái sự bình an, bảo vệ được sự bình an, họ hoàn toàn hội vô lậu đó. Đạo Phật là như vậy chứ, nó không phải đạo Phật mà ngồi như gọc cây mà ngồi thiền, nó là tu nhập định. Mấy người có thấy mấy người lên núi mà nhập định họ làm được cái gì, phải không? Ông Phật, ông cái tăng đoàn của ông có bao giờ ông lên trèo núi, ông ngồi trên hết thì trên đâu, ông luôn luôn đi khất thực sống, trời đất ơi, ông tiếp xúc ở trong mọi mặt ở trong thế gian này, ông đâu có lìa đời mấy không, có phải không? Nhưng mà toàn bộ đệ tử Đức Phật chứng quả là hắn, chứ đâu phải là những cái lừa lơ mơ. Mới thấy nhụ ông Ngô Tiền Liên, ông Xá Lợi Phất, ông La Hầu La, ông Phú Lô Na, toàn bộ là những người chứng quả là hắn. Nhưng mà người ta có lìa đời không? Người ta có bỏ đời, người ta ngồi núi. Mấy con có nghe mấy ông đó ngồi 7-8 ngày chưa? Phải không mấy con? Người ta ngồi dễ dàng lắm, nhưng mà ta không có cần ngồi. Người ta chỉ cần cái bất động tâm người ta thôi. Đó, thì như vậy là mấy con thấy cái vấn đề tu hành của đạo không có khó, chứng quả là hắn không có đâu. À, bây giờ thầy nhắc lại cho mấy con nghe. Ông Phú Lâu Na mà khi Đức Phật mà trắc nghiệm Phú Lâu Na, thì ông nói mọi cái gì người ta hại ông, thế cuối cùng ông nói người ta vẫn còn thương không? Thì ông sao mấy con? Các con có đọc Sóng Gió Chân Như không? Thì con có thấy cái ông Phú Lâu Na không? À, ông Đức Phật trắc nghiệm ông như vậy là chứng quả là hắn ở chỗ cái lòng mà ông biết rằng thiện, ông ở trong cái thiện pháp, không bao giờ ông có ở ác pháp. Ở trong cái lòng thương yêu của ông chứ không có hoài cái lòng thương yêu của ông. Thì như vậy con thấy trên tứ niệm xứ, trên tứ vô lượng tâm, thì nó là một cái pháp độc nhất. Tâm từ là một cái pháp độc nhất, mà tâm bi là một cái pháp độc nhất của ôm cái lòng từ, cái lòng thương yêu của chúng ta, là chúng ta đã bị giải thoát vô lậu rồi chứ cần gì phải tu cái thứ gì nữa đâu. Các con có 8 cái pháp để mà độc nhất, để mà chúng ta thực hiện được giải thoát chứ gì. Thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đó là một cái tâm để mà chúng ta thực hiện được cái định vô lậu của chúng ta chứ cái gì. Cho nên vì vậy mà ông Phú Lâu Na ông thực hiện được cái tâm từ của ông thôi, cho nên người ta chửi ông nói cũng vẫn còn thương, người ta đánh ông cũng vẫn còn đang thương, người ta cầm dao giết ông cũng nó còn thương. Thì thôi rồi ông đi đi chứ ông tôi còn nói gì được nữa nữa đâu, ông Phật cũng còn nói gì được nữa, ông giải thoát như vậy rồi, có ông trời bây giờ nói bây giờ tôi đòi hỏi ông thần thông gì ông nữa. Các con thấy cái điều đó là xác định được con đường của đạo Phật thực tế chứ đâu phải là không thực tế đâu, nó cụ thể. Còn bây giờ nói ông phải bay trời thì ông ngồi xếp bằng bay nên tôi coi qua thứ coi như vậy tôi mới chứng ông chứng quả là hắn. Ông Phật có trắc nghiệm cái người đệ tử mình cái cỡ đó không mấy con? Có thấy bao giờ không? Không, đâu có đâu. Vậy mà tại sao chúng ta cứ nghĩ cái chuyện tam minh thần thông không à? À, tôi phải có thần thông và tôi mới chứng quả lá. Cái đó là cái nghĩa sai. Tôi phải ngồi thiền nhập định 7-8 ngày. Sao ông Phật không bảo ông Phú Lâu Na thôi bây giờ ông muốn đi chỗ đó ông ngồi một tuần lễ để ông ngồi nhập định tôi coi có được, tôi mới cho ông đi. Có bao giờ ông Phật bảo gì không? Có bao giờ ông bảo cái điều này không? Các con thấy không? Có không? Đâu có. Trắc nghiệm qua cái đạo đức, coi không? Qua cái lòng thương yêu của ông này, biết là cái người này mà như vậy là người ta chứng quả này. Chứng quả chân giải thoát. Đó, các con thấy khó không? Mà hôm nay chúng ta đã học những cái này để mà chúng ta được giải thoát, chứ có gì đâu. Đó, cho nên bây giờ mấy con hỏi tiếp nữa, có mấy người thắc mắc cái gì hỏi đi. Thưa thầy, vậy thầy hôm nay thầy cho ông phương pháp là trong khi đi thân hành mà gặp cái trường hợp niệm khởi thì dùng cái định vô lậu quan sát nó rồi thì diệt nó đến tận gốc. Thì có những cái thì dùng định vô lậu để giải quyết được, nó thuộc về án kết thử, nó thuộc về tham sân si chẳng hạn, hoặc về thân, về quả, về tâm. Thế nhưng lại có những vấn đề mà con thấy nó không thuộc về cái gì mà lúc quán thì không biết cách nào để quán cả, khó cả. Nó nổi lên đến cầu quân voi, thí dụ như là đang tập đáng nhiếp tấm được thì tiếng dễ kêu ủ ở bên tai như khoan vào lỗ tai. Thế tự nhiên nó nảy ra một cái ý nghĩ thoáng ở trong đầu là hôm nọ nghe người ta nói là đổ nước vào nó thì nó phải bỏ chú ra. Thế xong thì lại nghĩ luôn là đổ nước cũng không ăn thua, tốt nhất là dùng cái que chọc vào cái lỗ nó để nó không bỏ ra được nữa. Thế chẳng hạn như thế là nó đã dắt đi một tí rồi. Thế dắt đi trong vòng độ
một hai chục giây nhận được ra, bắt đầu quay trở lại dừng nó. Thế thì bạch thầy, những lúc như thế thì con nghĩ là không thể là đề tài để mình tiếp tục quán được. Thế thì lúc đấy thầy xử trí như thế nào? À, con phải xử trí ở trong cái con gì đó, con hỏi thầy. À, bây giờ con xử trí như thế này, bây giờ cái nó nằm ở trong cái đề tài đó, con phải xét thấy như thế nào. À, nói gì mình thấy rồi, bây giờ nó khởi cái niệm mà bây giờ đi bắt con dế. À, bây giờ nghe con dế bắt đầu nó khởi cái niệm con dế, phải không? Đây là cái pháp rồi, bởi vì trên tứ niệm xứ nói trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp, cái pháp nó hiện ra rồi, đây là cái pháp rồi. À, thì con tự hỏi vậy thì mình đi làm cái chuyện này, bắt con dế này để làm gì đây? Con đặt câu hỏi để trả lời được cái ý nghĩa của nó. Bắt nó đem về đá phải không? Hay là bắt con dế này đem về làm thịt nè? Nó gợi cái ý, khi mà con nghe con dế đó, nó hồi đó con có làm cái chuyện đó rồi, cái hành động mà bắt con dế kiểu đó mà chế nước rồi có làm hay hoặc có ai chỉ bài vẽ rồi, nên nó quân ở trong cái đầu con có cái hình ảnh đó rồi. Cho nên bây giờ nghe tiếng con dế đó bắt đầu nhớ. Đấy không? Bây giờ hỏi mày đặt thành cái vấn đề lại, con muốn để mà quán nó đó, con đặt câu hỏi lại. Cho nên thầy nói bây giờ con muốn đưa cái đề tài nhân quả, thì con hỏi nhân là gì, quả là gì, để mình bắt đầu mình trả lời. Còn bây giờ nó đưa cái niệm đó, bây giờ nó không thành là cái kiết sử hoặc là một cái đề tài nhân quả gì rõ ràng lắm, nhưng mà nó có cái ý của nó, nhân quả trong đó rõ rồi, chứ không phải không. Bây giờ đặt câu hỏi nó để nó thành cái vấn đề để mình trả lời, mà mình trả lời nên nó lòi là cái nhân quả của nó chứ gì. Còn theo cái mục đích của nó để bắt con dế làm cái gì đây? Mà nó bây giờ nó nghe tiếng con dế cái nó nghĩ bây giờ nó lấy cái cây chọc nó ra hoặc là chế nước nó ra, thì hỏi mày làm cái chuyện này để làm cái gì, mày bắt con dế làm cái gì, đúng không? Thì bắt đầu bây giờ nó trả lời á, thì chừng đó con mới thấy rõ ràng nó ngầm ở đó, nó coi như nó ẩn đó, nó ẩn cái trong đó, cho nên mình không có thấy được cái mục đích của cái hành động đó, mà nó làm động tâm chứ. Thầy vẫn hiểu thôi. Như vậy là sẽ có khách, là khai thác những vấn đề như thế để tìm hiểu nó, để giải tỏa. Thế nhưng lại có những cái chuyện, ví dụ như là tự nhiên nó khởi ở trong đầu một hình ảnh về một con người nào đó, đối với mình không hề có liên quan gì cả về chuyện tình cảm hoặc là thù hận ghét bỏ gì nhau cả, nhưng tự nhiên thấy hình ảnh của họ ở trong đầu, rồi thấy luôn cả cái công việc nghề nghiệp của họ nữa. Tức là nó từ những cái việc rất gần thôi như thế, thì con những trường hợp như thế cũng rất khó là đoán được, chỉ có tác ý mà gửi thôi. Không phải đâu con, bao giờ nó cũng có cuộc lộ trong đó. À, bây giờ một cái hình ảnh nó hiện ra mà từ lâu tới giờ con chưa có quen biết cái người đó, thấy không? Con chưa có quen biết người đó, thì mà nó hiện ra đó là sắc tưởng. À, sắc tưởng, con biết sắc tưởng thì con đắc ý đây là sắc tưởng, đúng là nó rồi, đâu cần gì mà quán nữa đâu, nó là sắc tưởng, đuổi nó đi. Còn bây giờ mà con biết cả nó là cái người này chưa từng quen biết, mà sao lại con biết nghề nghiệp, con lại biết nghề nghiệp người này, thì tức là nó cũng bị tưởng mất đi, cái tưởng của con thôi chứ không thể nào. Còn bây giờ con lại không quen biết người này mà biết nghề nghiệp người này nữa, thì tức là nó đã có sự quen biết mà mình lại không nhớ. Không nhớ thôi. Bây giờ mới mang hỏi vậy chứ, mày nhớ cái người nào đây mà mày bây giờ mày lục trong cái đầu mày coi nó là cái người nào, mày có gặp nó đâu, mày mới biết nó có nghề nghiệp chứ. Chứ không lấy cái người này mày chưa từng biết nó mà sao nó hiện ra mày lấy biết nghề nghiệp nó được. À, con đặt thành câu hỏi tới cô cuối cùng, thằng này là hồi đó nó đi lính mình đây. Ôi mình quên nó rồi. Bây giờ nó hiện ra, bây giờ mình mới nhớ này. Đây là ái kiếp sử. Bây giờ mày con đặt nó thành cái vấn đề, đây là ái kiếp sử, rồi cuối cùng con dùng ái kiếp sử mà con quét. Nó lòi ra mặt nó hết, là bởi vì không có cái niệm nào lại là cái niệm vô lý hết, nó có cái niệm hết, không có cái niệm nào, nó có cái nguyên nhân nó thế nào nó cũng phải có trong cái đời sống của mình, còn hoàn toàn nó không có, để ít ra tưởng thôi, không có gì hết, nó dùng không. Nếu không có gì là tưởng nào, nếu nó không có thì nó tưởng. Còn bao giờ mình có gặp ông tiên mà giờ nó hiện ra ông tiên, bao giờ mình có gặp Bồ Đề Đạt Ma, bao giờ mà giờ hiện hình Bồ Đề Đạt Ma, thì cái này là tưởng rồi, không có thật đâu. Phải không các con hiểu không? Cái tưởng đó, nó bao giờ nó cũng có cái chấp tưởng, nó có tin tưởng trong đó, mà khi mà cái mà mình nhận xét qua đây là tưởng thì ta ý ngay liền mày là tưởng đi, tao chấp nhận rồi đó. Ở đây không phải là chỗ ý thức chứ không phải là chỗ tưởng, thì do đó mà đúng cái bệnh nó rồi thì ta thấy cái nó hết liền à. Còn bây giờ mà nó thuộc về cái ý thức của mình, nó thuộc về cái quá khứ, những cái hình ảnh quá khứ của mình, nó thuộc về kiết sử, ái kiết sử, nó hoặc là thuộc về nhân quả trong cái đời sống của mình mà. Bây giờ nó nhớ lại thì phải nó ở trên cái ý thức mà quán nó mà tư duy qua là định của đạo. Con hiểu chưa? Vâng.
Cho nên con cái gì mà nó khó khăn đó, con cứ đặt câu hỏi ngay liền, tri ra thứ con. Thế nào? Tìm ra, bởi vì mình phải có cái sự hiểu biết, tìm ra tận nguồn gốc của nó mới xả được nó. Chứ còn lờ mờ mấy con xả không hết nó đâu. Mà xả cũng không đúng nữa. Bởi vì này đây là cái phương pháp của người ta để làm cho cái tâm của mình xả cho sạch, để đem lại sự bình an thanh tịnh của nó. Mà nếu mà con không biết áp dụng, không biết sử dụng, trời đất ơi, nhiều cái niệm tôi chẳng biết gốc gác ở đâu đây, tôi đẩy không được. Không có cái niệm nào là không gốc gác, đều là có gốc gác hết. Bởi vì nhân quả mà, nó có nhân có quả chứ, nó phi công mà nó không nhân quả là sao nó có nó được. Nó có. Và thầy này hướng dẫn cho các con làm cái đình vô lậu này thì chúng con trở thành người chiến sĩ công an được thầy. Đúng rồi, mấy con điều tra nó hết chứ ở. Chiến sĩ với trang tội phạm ở đâu không? Đúng rồi. Đúng là mấy con trở thành công an. Công an điều tra. Và thầy mình làm bài thân hành, có thể mình nói thân hành của mình từ nhỏ đến lớn được không thầy? Được chứ con. Bởi vì chính cái đó mình mới thông suốt được cái chỗ ác thiện của mình, để nó từ đó mình học cái bài học để áp dụng vào đời sống của mình, tức là mình nói mình là hay nhất. Cho nên mấy con mà viết cái bài, thầy nói có nhiều người viết bài họ nói về cái đời sống của họ, thì chính mấy người này còn áp dụng đời sống họ thực tế nhân quả, cái đó hay lắm rồi. Nó sự kiện nó xảy ra mình nhiều cái sự kiện nhân quả của đời sống của mình lắm, mà chính mình áp dụng vào đời sống mình hơn là mình nói chuyện ở bên ngoài, không áp dụng nó thực tế lắm mà. Thành ra do đó nó thấm nhuần, để nó biết được cái nhân quả của nó không làm cái điều khác, tiến bộ lắm rồi. Mình không nói chuyện ai hết, tôi nói chuyện thôi. Như thầy chân thành, thầy nói cái chuyện của thầy thôi, nhưng mà chính ngầm ở trong đó thầy cố gắng thầy hàng phục cái tâm đó đó. Nó đâu có xấu hổ gì đâu con, cái chuyện đó là chuyện thật mà, chuyện thật mà đâu có gì đâu. Là con người mình chưa biết thì tình cảm của mình, mối tình đầu của mình làm sao mình quên. Mà bây giờ mình quên được là mình phải rèn luyện lắm mình mới quên, chứ còn lơ mơ đâu quên. Đó là cái thật, cái thực mình nói cho mình là cái thực lắm, mà nó áp dụng vào đời sống mình thực tế, nó giải thoát là nơi đó. Cho nên cái định vô lậu mà thầy nói thân hành, cẩu hành, ý hành á, là mình triển khai cho mình không á, thì coi chừng mình được giải thoát. Nó thoát khổ. Tức là định vô lậu mà mình cứ vô lậu của người ta, mà vô lậu mình không có vô lậu nữa thì làm sao cho nó hết. Các con nói chuyện người ta không thì người ta vô lậu, còn mình thì không dám nói ra thì nó đâu có vô lậu của mình, còn mình nói ra nó mới vô lậu của mình. Con hiểu chỗ đó chứ? Bây giờ bởi vì áp dụng những cái này nó thực tế vào đời sống của mấy con, cho nên có ở bên nữ có một cô, cô viết ngắn gọn lắm mà cô thuật lại cái đời sống của cô, cô mới thấy cái đó là ác, cái đó đem đến cái khổ đau, mà chính cổ đang chịu khổ đau đó và trải qua cái thời gian đó, bây giờ nó thuộc về quá khứ, nhưng nhớ lại cổ còn thấy đó là những cái điều mà không đúng. Như vậy nó nhắc nhở mình để mình làm đúng cái gì, mà cổ nói chuyện của cổ thôi, mà thầy viết bài ngắn gọn hay đầy đủ ý nghĩa, áp dụng được đời sống. Đủ rồi, như vậy là giải thoát cho cô vô lậu là cái chỗ mà cô đã hiểu được cái từng cái đời sống quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, cô sẽ không làm cái gì nó ngăn chặn được đó mà. Cho nên cái học cái bài thầy nó định vô lậu mà nó đã vô lậu cho mấy con mà mấy con áp dụng nó ở đâu ngoài đường không thì nó không vô lậu ở đây. Có đúng không? Mấy con viết bài được, mấy con sẽ áp dụng đúng rồi con. Thầy, con thấy được con áp dụng hơi ra ngoài, mình áp dụng sát vào thực tế mình này cần không? Thầy thấy con nhắc cái chuyện con đi ở trên trên Lào rồi đó, phải không? Dạ, con vô tới Lào được, người ta mất tiền rồi người ta đem trả đó, có không? Dạ. đó là những cái mà thực tế của đời sống mình, mà mình chứng kiến được đó, mình thấy cao đẹp thiệt chứ. Người Lào họ không tham lam như vậy. Của cả vậy mà họ dám mang, họ đem trả, rồi lập Việt Nam mình thôi để luôn nhà khỏi nói. Có phải không? Việt Nam mình thì kể như là lấy luôn á. Mà người Lào họ mang cái bao bố tiền họ đem trả này cho cái người. Thiệt là như vậy là nó cũng là cái gương hạnh, nhân quả. Mà con viết như vậy nó quá thực tế rồi, áp dụng cho mình vừa học được cái hạnh tốt, cái đạo đức. Phải không? Nó thực tế rồi, nó là đời sống con, tức là nó làm cho con vô lậu đó. Nó nhắc lại đúng đó. Cho nên không có gì mà viết về định vô lậu mà cái đường đi nhân quả của con người của mình, cái con người của mình bằng cái mình nói ra cái đời sống nó sẽ làm vô lậu của mình nhiều lắm. Đã nói tu vô lậu, mình nói chuyện ở ngoài đường xe đụng rồi không phải thì ở đây nó vô lậu ít. Nó răng mình thôi, chứ còn sự thật mình nói mình nó sẽ vô lậu rất là sâu. Mấy con nhớ đi, mấy con ghi lại đi, mấy con sẽ mình thành thật với mình để cho mình xả cái tâm của mình, chứ không có gì hết. Cũng như bây giờ có cái niệm các con đem ra mổ xẻ, cái niệm đó nó nói gì với mình đây, thì cái này nó thực tế nó vô lậu chứ.
Các bạn không? Còn bây giờ mình ngồi lại mình nhớ những cái chuyện đã qua của mình, mình nhắc lại quá thực tế quá lại, đó là vô lậu. Cho nên mấy con ráng mà tu tập, thầy triển khai cái định vô lậu này mà không suốt hết những các pháp mấy con tu rồi, mấy con sẽ thấy sự giác quả a la hán ở chỗ này, bờ bên kia nó ở đây nè, chứ nó không có chỗ, chứ không có trở qua bờ bên đây nữa đâu. Cái sự giải thoát của mấy con ở đây nè, đem lại cái sự hạnh phúc của mấy con thật sự, và mấy con sẽ thấm đúng đạo đức không làm của mình, của người này. Nó là cái chỗ này. Kính bạch thầy, trong khi đi 20 bước thì cái biết của con tức là vẫn hướng từng bước đi một, mỗi một bước đi thì đều nhận biết được tình. Thế nhưng mà trong đó thì nó lại lắng một cái ở trong đầu, một hình ảnh, một ý nghĩ nào đó, nhưng mà chỉ lắng một cái xong thì nó lại bị diệt ngay. Thì lúc ấy có được tính là nhiếp tâm không ạ? À, được chứ, nhiếp tâm đó mà. Mình tính đó là nhiếp tâm, nhưng mà an trú chưa được. Thành ra mình vừa nhiếp tâm được cái khoảng thời gian đó thì mình cố gắng để cho mình xả. Bởi vì nó lắng như vậy, con chưa có hiện hình được cái hình ảnh đó thì con tắt ý. Con tắt ý an tịnh tâm hành, tôi biết tôi đi kinh hành, nhắc an tịnh, bắt nó buộc nó phải an ổn, đừng có nhá mình nữa. Con tắt ý rồi. Bởi vì nó chưa thành niệm cho nên mình chưa thành định vô lậu được. Còn nó thành niệm thì tức là mình đưa cái đề tài đó ra thành cái định vô lậu, quét nó ra. Còn nó chưa thành niệm thì tắt ý quét ra. Cho nên khi mà nó chưa thành hình nó thì con cũng ở đó, bây giờ con tu phút thứ nhất hoàn toàn có, tới phút thứ hai nó bị nhá vô rồi thì con dùng pháp tác ý, rồi con tiếp tục con tu nữa, dùng pháp tác ý. Chừng nào mà nó hoàn toàn nó không có niệm, nó không có xẹt cái nhá đó nữa thì con đã đạt được 2 phút. Mà con đó thì còn tu tập, còn đứng đó tu tập, mà siêng năng tu tập, hàng ngày tu tập, quét cho sạch 3 cái niệm nhá này để cho nó hoàn toàn được an trú trong cái thời gian nhất định là gần chủ. Mà không tập trung, không ức chế đó, như vậy là mấy con mới bình an. Chứ còn mấy con tập trung ức chế là mấy con rơi trong tưởng, hoặc là mấy con bị nặng đầu, bị căng mặt, mấy con thì mấy con tạo cho mình tu lại cần đọc cái nghiệp chướng, cái chướng ngại nữa thì nó là phương xa. Bởi vì đạo Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy cái sự bình an, cho nên thấy cái sự giải thoát, thấy cái sự thoải mái, thấy sự thanh thản là như sự, mà nó có chướng ngại gì trên thân và tâm mấy con thì mấy con tu sai quá, dừng lại liền, tức khắc không được tu pháp đó nữa. Hỏi lại thầy cách thức để rồi mình tiếp tục mình tu. Chứ còn nếu mà mình thiện xảo mình sửa không được thì cứ hỏi ngay lại để mình thầy giúp đỡ. Đó, thì bây giờ mấy con hiểu chưa? Rồi bắt đầu còn hỏi gì không? Con hỏi gì? Con đã đi bậc thầy như trong trường phụ thầy nghe qua thì con chỉ tu tập thiện trên biết và thiền định như động thì cho thân thành con thì con cũng mới cố gắng cái thân hành thứ nhất. Hỏi hành thứ hai, thứ ba con chưa có mất hết. Có chứ con, nếu mình cần thiếu sót thì vừa làm bài này mà vừa làm bài kia nữa, cho nên làm nhiều nữa chứ sao, không có gì đâu. Bởi vì mình thấy thiếu sót là mình cần phải quán xét nữa, mình tư duy để mình triển khai được cái vô lậu của mình. Con tiếp tục làm, càng tiếp tục làm bài bao nhiêu thì thấm nhuần cái định vô lậu bấy nhiêu, càng triển khai cái tri kiến giải thoát mình gì nữa, nó càng lợi ích chứ không có gì đâu. À đúng rồi, bây giờ mấy con quán vô lậu cho thân mình, mà bây giờ nói về thân hành của mình chưa hết. Còn bao nhiêu cái chuyện ác mà hồi nhỏ tôi chơi, tôi bắt dế mà tôi quay nó về rồi cho chấm bằng mồng, rồi tôi thả cho hai con cắn lộn nhau, tôi ngồi tôi coi rồi tôi vỗ tay nữa, thì bây giờ cũng nhắc ra cho hết ba cái vô lậu này chứ. Con để cái đó nó ủ không có sao được, thấy không? Bây giờ nó sử dụng cái hành động mà con làm, con quay con dế như thế này thì con cũng nói ra cho hết chứ, để nó là nó có vô lậu của mình chứ. Tức là mình tu vô lậu mà con xét hết những cái hành động ác của mình từ nào tới giờ, để cho mình quán xét hết, để cho nó trở thành vô lậu của mình mà. Đã định vô lậu mà, thì bây giờ mình định vô lậu là mình phải định cho mình chứ, không lẽ mình định cho người khác sao? Mà giờ nó chưa hết thì tức là con còn giấu á. Còn giấu á tức là còn lậu hoặc ở trong á, biết chưa? Hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà bây giờ đó phải làm cho hết, làm cho vô lậu toàn bộ, không có được để nha. Cho nên vì vậy mà phải quán trở lại.
Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy nói bây giờ con đi đến cái nhân quả của con người rồi chứ gì, nhưng mà mình còn nhớ được một cái điều gì của nhân quả thảo mộc mà mình chưa nói ra, mình vẫn trở về cái bài thảo mộc vẫn quán lại được, chứ chưa nói gì nội tới cái nhân quả con người nó nhiều lắm đấy con, các con chưa nói hết. Rồi cái mắt thấy tai nghe, những cái sự kiện xung quanh con, những cái nhân quả mà của gia đình, cha mẹ, anh em, chị em mình thôi, nó bao nhiêu thứ lộn ra hết đi, để cho nó vô lậu cho sạch, để nó làm cái triển khai cái tri kiến của mình từ trong ra ngoài, từ mình, từ cá nhân cho đến mọi người xung quanh mình, đều nói hết những cái vô lậu này, tức là làm cho nó toàn bộ nó vô lậu với một cái sự hiểu biết. Mà trong cái chuyện mà mình đã từng mắt thấy tai nghe mọi chuyện mà nó có những cái gì mà chưa có thấy nó vô lậu, thì tức là mình còn che giấu trong đó rồi, thì làm sao gọi là vô lậu? Vô lậu là nó phải sạch chứ, phải hiểu biết bằng cái tri kiến chứ. Cho nên con viết bài thầy nói à, con viết làm sao mà thầy thấy cả tập giấy mà thầy mừng á, chứ còn con viết cái kiểu mà ở ngoài cửa ngoài đâu đó, thì nó không, nó chưa có mừng lắm. Mà con viết hết những cái điều kiện mà lậu hoặc của bản thân con, rồi con viết những cái lậu hoặc của những cái người thân của con, cha mẹ, anh em, chị em, nói hết những cái này, nó làm cho con từ cái chỗ mà chính kiến quân vào đầu óc của con thành những cái niệm lậu hoặc đó. Bây giờ con mới từ đó mà con mới học cái pháp mà định vô lậu, con quán xét tất cả này nó thành vô lậu của con. Cho nên con quán xét rồi nó vô lậu rồi, bây giờ nó có hiện cái ái kiến xử ra thì nó cũng vô lậu luôn à. Mà bây giờ con thấm nhuần rồi, nó đâu làm sao, thầy nói thật sự thấm nhuần rồi, nó dưới cái tâm mà định tĩnh rồi nó không có vô nữa, nó thanh thản an lạc vô sự. Còn mình còn chút nào đó nó chờ chờ ở cửa nó phóng ra ở cái này, hôm đó chưa quán chưa vô lậu cái tới này, cho nên giờ nó nhảy ra đây không ai không, tại vì mình quán chưa hết nó còn nhảy ra, chứ mình quán hết rồi nó làm sao nó nhảy ra. Cũng như bây giờ cái đời sống mấy con này, mấy con đi lính này, mấy con cầm súng bắn người ta chết, mấy con cũng nói ra đi, nó là lậu hoặc đó, nó ác pháp đó. Rồi trong đó đó mình phải thấy được những cái điều mà tiếp xúc ở trong cái nghề nghiệp của mình, nó đủ thứ đó trong đó. Ví dụ như mấy con làm cái nghề nghiệp gì mà nó có những cái lậu hoặc, nó làm những cái điều gì ác ở trong đó. Bây giờ mấy con viết ra, mấy con nhớ thiện có ác có, mấy con phân tích ra những cái sự kiện xảy qua của đời sống để nó làm cho trong cái quá khứ của các con mà nó vun vô thành cái nghiệp của mấy con đó, nó hóa giải được cái lậu hoặc của mình. Cái mục đích của chúng ta tu tập để nó áp dụng vào cái đời sống vô lậu. Mà mình mới đầu thì mình nói chuyện bên đây bên kia để mình hiểu biết về cái nhân quả thôi, nhưng mà lần lượt rồi mình áp dụng vào cái đời sống mình hết, lột tẩy hết ba cái vô lậu cho nó thật sạch, thì cuối cùng mấy con mới giải thoát chứ. Mình hiểu mình chưa được, mà mình hiểu người ta thì nó cản lắm, thấy không? Mấy con nhớ không? Rồi bây giờ làm đi. Thì phải vậy là mình viết cái bài đời sống từ nhỏ tới lớn của mình hôm nay để nó thuộc về nhân quả hết đó con. Mình viết cái đời sống thay vì mình viết nhật ký của mình chứ gì. Nhưng mà nhật ký nhân quả ở đây con rặn ra hoài quên tiếng nhật ký. Con tập nó biểu mới con. Rồi rồi. Tôi tập con trong kinh. Rồi được rồi, để nè. Không, coi như là cái tập nhật ký mà nhật ký định vô lậu, nhật ký nhân quả. Chứ không phải là nhật ký tôi ghi rồi ngày nay có chuyện gì xảy ra tôi ghi để rồi tôi đọc chơi rồi, chứ nó không có thuộc về vô lậu. Mà không được, ở đây nó có cái sự kết luận để cho nó xác định được cái lậu hoặc của mình, cái mà mình làm khổ mình khổ người, để cho mình thấy được những cái này cho nó rõ ràng, để cho nó trở thành vô lậu. Nhật ký này hay lắm mấy con, nhật ký này nó trở thành cái phương pháp để cho mình sống như Phật như tiên rồi. Nó không còn khổ được. Còn nhật ký kia để mà mỗi lần đọc nó sướt quá khóc nức nở. Trời, tôi nhớ quá khứ tôi cái chuyện này thì đau khổ vô cùng. Cái nhật ký đó là nhật ký đau khổ, còn cái nhật ký này là nhật ký giải thoát. Cho nên ghi những cái nhật ký này nó rất là tuyệt vời. Mỗi lần đọc lại mà mỗi lần thấy tâm mình nó giải thoát vô cùng. Bởi vì cái lý luận của mình nó sắc bén, nó vô lậu, nó sắc bén, nó phá đi những cái đau khổ của chúng ta, nó không làm cho chúng ta đau khổ. Bạch thầy, con có ý nghĩ này là mình có cái niệm xấu là do mình cái lòng bạc đó là do mình suy nghĩ khắc ý. Còn nếu mình vô lậu để mình quét, còn nếu trường hợp mà cái niệm là nó như lý khắc ý thì thế nào? Cái như lý ta thấy là cái pháp rồi con. Nó pháp rồi. Nó pháp rồi. Nó là tập pháp giác chi rồi. Đi đánh nó sẽ vui. Vui rồi. Nó là tập pháp giác chi rồi. Rồi con hỏi lại. Thầy cũng muốn mấy con hỏi viết cái bài lễ đi thầy.
cái về cái nhân quả của cái chùm nhân quả của gia đình của mình đó, là cái nhân quả của quá khứ chứ không phải là hiện tại đâu. Còn cái nhân quả hiện tại con làm một điều ác nó sẽ sinh ra những cái người mà làm ác mà họ chịu lãnh những cái quả khổ của nó trong cái hành động ác của con, là cái nhân quả đó. Cái nhân quả mà cái để mà tái sanh để thành một cái duyên mà nhân quả sau này đó là cái chùm nhân quả của mình đó, là cái chùm nhân quả. Sau khi con bỏ thân đó, thì những cái từ trường mà còn lại cuối cùng để tái sanh cho con đó, thì cái từ trường đó hoàn toàn là nó sẽ thành ra cái môi trường sống xung quanh đó là những người mà con sẽ quen biết như cha mẹ, anh em, chị em, ruột thịt. Đó là cái môi trường của nhân quả thuộc về cái nhân quả của khi mà con bỏ thân này, nó thành cái nền tảng nhân quả của kiếp sau. Còn cái nhân quả mà hàng ngày của con đó, và cái nhân quả đó là để trả dai trả những cái quả. Ví dụ như con ăn thịt gà thì cái hành động mà con giết gà, con nấu cháo rồi con làm cái này kia rồi con ăn uống những hành động ác đó đó, nó thành cái từ trường nó đi sanh làm những con gà. Nó là nó luôn luôn nó có những cái quả, nó cũng như một cái trái mít, một cái mít nó ra nhiều trái, rồi cái trái mít đó nó có nhiều hột nó đang lên. Thì trong khi con sống, con đang sống chứ, nhưng mà nó có những cái quả của con rồi, nhưng cái quả đó lại trả cái nhân quả thiện ác của con thôi, con hiểu không? Còn cái nhân quả mà cuối cùng gọi là cận tử nghiệp đó, con hiểu cái cận tử nghiệp chưa? Cái cận tử nghiệp đó là cái môi trường nhân quả cho con để con tiếp tục trong những cái hành động của con thiện ác đó, nó quân lại, nó thành ra một cái những cái người kế tiếp đó, nó ở trong cái môi trường những người thân quý thuộc của mình để trả dai. Chẳng hạn mình muốn cái gì đó họ cản trở làm cho mình buồn tức, đó là nó cái nhân quả trả dai. Còn mình muốn gì đó họ giúp đỡ, họ an ủi, mà sách tấn mình đó, họ làm cho mình thích thú nữa đó, đó là cái nhân quả thuận. Thuận duyên với người kia, những người đó cứ thương mình mà mình cứ phá hoài người đó à. Ví dụ như đứa con nó phá của cải lắm mà cha mẹ cứ thương đứa đó, thấy bao giờ cũng dồn cái đứa đó, thì tức là nợ nó, đó là cái chùm nhân quả, cái nền tảng nợ dai của nó hiện qua một cái cận tử nghiệp. Còn cái kia là cái nhân quả, nhân quả của từng cái phút giây mà chúng ta tạo những cái ác mà nó thành cái nhân quả đó để trả dai những cái hành động ác thiện của chúng ta mà. À, rồi không có nhân quả. Cho nên con thấy có tuy là một cái cây xài, tuy là một cái cây xài nó ra nhiều quả, nhưng mà có những cái quả con thấy nó lên nó ra cái trái của nó, cái đặc tính của nó gần như cái trái mẹ của nó. Nhưng mà có trái xài nó lại lên cái cây, nó ra cái xài nó lại lai đi, nó chua hơn. Con thấy không? Nó do cái ác hay cái thiện của nó, tức là những cái điều kiện đó là suốt trong cái quá trình con người sống á, thì nó đều có một cái nhân, cái quả của nó. Kêu là nó không phải là một cái hạt cái nhân không, mà nó nhiều cái nhân ở trong đó. Và cuối cùng cái cận tử người nghiệp đó, đó là cái người đó đi, nó cũng là cái nhân quả chứ không phải là cái người đó có linh hồn đi tái sanh đâu, mà cũng là nhân quả, nhưng mà nhân quả cận tử nghiệp. Cái người đó sắp chết rồi từ trường. Lý do con thấy cái cuối cùng của cuộc sống của chúng ta nó cũng còn ở trong cái hành động thân miệng ý của họ, con hiểu không? Cái hành động thân miệng ý của họ. Bây giờ con còn trẻ này, con làm những cái điều ác thì nó có cái nhân quả, nó cũng tiếp tục nó sanh rồi, nó thọ lấy những cái khổ rồi. Nhưng mà khi mà gần chết con rên la, con lăn lộn, cái mà rên la lăn lộn đó nó sẽ tương ứng với ai đó, thì cái từ trường mà rên la lăn lộn đó là cái cận tử nghiệp của con. Khi mà có tác tở thì cái tự nghiệp đó thì nó tương ứng với cái chùm nhân quả của nó, là nó sanh lên cái chỗ đó là nó thành ra coi như là những người thân cha mẹ của mình, anh em ruột thịt của mình, dòng họ của mình không một chùm đó để mình sống gần đó. Nó có cái nghịch, cái thuận nó để mà nó trả dài với nhau chứ không có cái gì khác nữa. Cho nên mình đứng ở trên góc độ đó, mình biết cái cận tử nghiệp và cái nghiệp chưa phải cận tử. Bởi vì nghiệp đi tái sanh mà, cái nghiệp là cái thói quen, cái ác pháp, cái hành động của mình nó tiếp tục nó tái sanh. Bây giờ mình làm ra thì nó tiếp tục nó tái sanh chứ nó không có đi đâu hết, nó tương ưng rồi nó tái sanh. Còn cái cận tử nghiệp là khi mình bỏ cái thân này, không còn cái thân này nữa, tức là mình chấm dứt cái thân này, không còn làm điều thiện điều ác, đi nó hoại diệt rồi, thì nó chấm dứt, nó hết cái hành động thiện ác của cái thân này rồi, thì đó là gọi là cận tử nghiệp. Thì cận tử nghiệp đó, trước khi mà con nhắm mắt con chết á, thì nó có cái hành động thiện ác của nó chứ không phải là không. Bởi vì con đường nhân quả mà con thấy, từ khi tôi sinh ra cho đến khi mà tôi chết, tôi luôn luôn tôi làm những cái hành động thiện ác chứ không có cái gì khác. Cho tới giờ chết tôi cũng còn cái thiện ác đó. Cho nên đâu phải là những cái trái mít cuối cùng đó nó mới lên cái hộp của con, mà những cái trái mít đầu tiên của cây mít đâu có nghĩa là nó chờ cho tới cuối cùng con chết nó mới sanh đâu. Cho nên gì đó nó, nhưng mà những cái trái mít đó hiện giờ nó sanh để nó trả cái quả khổ đau mà do chính con làm. Còn về cận tử nghiệp là cái thân mà hiện tại con nó sẽ hết, nó cuối cùng nó không làm cái nhân quả nữa, bị nó chết rồi nó không làm nữa. Mà nó không làm nữa thì cái nhân quả mà trước khi chết nó, cái đó nó bắt đầu nó tiếp tục nó sanh đó. Đó là bây giờ cái môi trường đó nó
thành cái môi trường thân nhân của chính cái cận tư nghiệp đó. Còn cái kia là những cái người thân của nó cũng tái sanh, nó làm con người đi, nhưng mà nó trả những cái quả đó là nó cũng tương ưng với cái người khác, nó cũng giống nhau như vậy. Nhưng mà khi mà bỏ thân này rồi, cái cận tư nghiệp đó nó trở thành cái nền tảng của cái những người thân cuối cùng của mình đó, cái cận tư nghiệp đó. Nhưng mà từ cái chỗ đầu tiên cho đến cái chỗ cận tư nghiệp cuối cùng, nó vẫn là nhân quả, nó vẫn là nhân quả. Nhưng mà mỗi cái hành động thiện ác thì nó nằm ở trên cái từ trường, cái nền tảng nhân quả thiện ác, nó cũng có cha mẹ dòng họ. Nó sanh ra con gà thì nó cũng có cha mẹ của con gà. Rồi cái môi trường nó hoặc là con gà của nông dân đó thì nó thả đi rộng rãi, nó bươi chỗ này chỗ kia nó ăn. Còn con gà công nghiệp đó thì nó nhốt ở trong cái lồng như vậy thì nó không có rộng rãi. Thì do đó, do nó tương ưng, nó do tương ưng cái môi trường nó sống ở trong cái công nghiệp, cho nên vì vậy nó nhốt ở trong cái lồng, nó bỏ gạo thóc nước đó cho con gà đó cứ ở trong đó lấn quấn nó ăn thôi. Cho nên con gà này nó khổ sở như con gà bị nhốt tù, không hiểu không? Còn cái con gà mà cuối cùng mà nó sanh á, mà nếu mà con còn ăn thịt gà nó sanh á, mà giờ phút cuối cùng con sắp chữa chết rồi, tao bây giờ tao thèm thịt lắm, tụi bây cho tao con gà tao ăn là tao chết thì tao mới vui, chứ còn bây giờ mà không có con gà thì chắc tao chết, tao thèm lắm. Rồi bắt đầu con cái nó cắt bỏ con gà, nó đem làm thịt cho ông này ông ăn, ăn vừa rồi ông nháp cái ông chết, thì đó là ông sẽ thành con gà mấy con hiểu không? Mà con gà này á thì nó lại tương ưng với cái môi trường của nó là con gà của ông nông dân, cho nên như vậy mà nó trời ơi, nó đi rộng rãi, nó ăn nó bươi cái này nó phá cái kia. Vì cho nên cái nhân quả của nó là bị mấy thằng con nó bươi phá, nó lấy cây nó phá, thấy không? Còn con gà con nghiệp nó không bị phá, con hiểu cái đó là môi trường của nó, cho nên nó bị phá hoặc là bị đu đuổi, hoặc ba con chó nó dí nó cắn quá trời, con hiểu cho đó tại vì cái môi trường của cái nhân quả đó nó như vậy, cái từ trường nó như vậy, cho nên cái nền tảng như vậy, con hiểu không? Còn con gà công nghiệp nó trả cái quả, nó trả quả. Bây giờ con hồi con đang còn sống, con đang chưa có chết, nó chưa phải cận tự nghiệp mà, cho nên vì cái nhân quả đó nó sẽ tương ưng với cái sự mà ăn thịt của con để nó trả lại con quả, con gà cái hành động của ác của con nó sẽ thành con gà, người ta nhốt ở trong đó, người ta nuôi, người ta đem lên làm thịt thôi, nên nó không có được chạy, mà chó không dí thì người ta cũng không bị pha. Nó là những cái nhân quả nó tương ưng, nó phải đúng, nó đúng cái chỗ đó. Đó là cái vấn đề mà nhân quả của những người thân thuộc mình là cái nền tảng của nhân quả mà trong cuộc sống của chúng ta nó trở thành cái nền tảng đó, nhưng mà nhất là cái cận tử nghiệp. Trong giới luật của Đức Phật có cấm cất giữ tiền bạc, dạy người cư sĩ thì không thể không giữ cái giới này, không phạm giới này. Đúng rồi, cái người cư sĩ thì không phạm giới này đâu, bởi vì cái người tu sĩ là khi mà thọ bát quan trai thì con vẫn giữ được tám cái giới, tức là chín giới sanh di, còn cái giới không có giữ tiền bạc con còn giữ được. Nó là trong thọ bát quan trai cái giới mà có giữ tiền bạc thì con còn giữ được, cho nên nó không có, con không bị phạm đâu, mặc dù là con giữ giới của người tu sĩ rồi đó, nó chín giới của sa di rồi đó, nó trở thành người tu sĩ, nhưng mà con thọ giới sa di thì con không có giữ tiền bạc, mà con cứ giữ tiền bạc là không sai. Cho nên cái giới mà cứ giữ tiền bạc là sai. Vậy thì xin thầy giải thích trong bốn loại, trong bốn hạng đệ tử của Phật có thánh cư sĩ nam nghĩa là sao? Ở đây dùng chữ thánh là theo ý nghĩ gì? Cư sĩ nam nữ thọ những giới gì được xem là thánh đệ tử Phật? Cái người cư sĩ mà thánh đệ tử của Phật họ có quyền cất giữ tiền, nhưng họ chi phí cái tiền của họ không phải vì cá nhân của họ nữa, họ làm ra tiền, họ cất giữ tiền, nhưng mà họ làm những cái điều tốt, làm cái điều đem đến cái sự an vui cho người khác, chứ không phải vì làm có tiền. Như bây giờ con làm có tiền, con không phải là có tiền mà đi ăn đi nhậu đi nhẹt đi này kia, điều đó đều sai, là cái người cư sĩ đó không phải thật thánh. Thánh gì mà còn đi với ôm, con hiểu điều đó chưa? Thánh tính gì mà còn vô quán rượu nhậu, như vậy đâu phải thánh. Cho nên vì vậy mà những cái giới luật đó nó thực hiện được cái thánh. Cho nên con có tiền có giữ tiền, nhưng mà con không chi phí bậy, con không làm sai, con hiểu chỗ không? Cho nên cái tiền của con bây giờ con mua quà con biếu cho mẹ con, hoặc là con sắm cái áo cái vật dụng gì cho mẹ con, điều đó để được hết, không có ai. Mà bây giờ mẹ con cần phải có một chiếc xe, con sẽ sắm cho mẹ con, con không nghĩ đến con đâu, con không nghĩ bây giờ mình phải như thế, nhưng mà cái phương tiện mà đi làm á, đi làm để con có cái chiếc xe con đi làm, con có quyền sắm, không ai đầy con hết. Đó là một cái tốt mà, đâu phải cái xấu. Nhưng mà con có tiền mà con bây giờ đi ăn này, đi nhà hàng ăn uống này kia rồi, đủ cách rồi để con phục vụ cho cái bản thân con, để mà thỏa cái dục vọng con, cái
cái tâm hành muốn thiền tài. Người cư sĩ mà thánh cư sĩ không có còn dục, nhưng mà người ta làm có tiền được, người ta cất giữ tiền, người ta làm cái điều tốt, thì cái người cư sĩ còn có gì tiền bạc được, cho nên gọi là thánh. Thật sự ra thì người ta sống như bình thường như mọi người, người ta làm có tiền chứ người ta đâu có ăn, người ta đâu có xin ai đâu, người ta do mồ hôi nước mắt người ta làm không gian ở trong đó mà. Đó, cho nên người ta có quyền người ta giữ tiền, nhưng mà tiền người ta giữ không có nghĩa là ta phục vụ cá nhân, người ta chạy theo dục là bởi vì cái tâm dục của cái người cư sĩ người ta không, người thánh người ta không còn dục, cho nên cái đồng tiền người ta làm được người ta chi phí cho đúng chỗ, an ủi những bất hạnh của xã hội, làm những điều tốt đối với mọi người chứ không phải là gì, cho nên tiền bạc họ được cất giữ, cho nên họ vẫn được là thánh. Mình gì mình thấy rất rõ mà, đối với đạo Phật thì không tham si, phải không? Mà cái người này làm ra tiền chứ đâu phải là do tôi tham tiền mà tôi cố gắng tôi làm đâu, tại vì tôi đứng trong vị trí tôi có thể làm được cho nên nó có tiền, do cái tiền tôi chi phí nó đúng cách trong cái từ thiện xã hội, làm việc tốt. Cho nên những cái điều mà hôm nay mà gọi là trong bốn giới của đệ tử của Phật gọi được là thánh cư sĩ là phải thánh giới luật, nó có thánh giới luật của người cư sĩ, nhưng mà đâu phải là có một cái giới mà cất giữ tiền mà gọi ông gọi không gọi ông ta thánh. Ông ta cất giữ tiền nhưng mà ông ta đâu có phục vụ cá nhân ông ta đâu, ông ta làm tốt ở trên cái mồ hôi nước mắt của ông ta, cho nên ông là thánh cư sĩ. Cho nên ông giải thoát, giải thoát hoàn toàn, ông không bị nô lệ tiền bạc, nghĩa là ông làm hiền tiền hàng tỷ nhưng ông không nô lệ tiền bạc. À, lỡ bây giờ mà có người ta thục kết thì người ta lấy tiền ông thấy bình thường không gì chuyện đó, ông buồn, đó là thánh đó. Thật sự ra cái người mà mất tiền mà không buồn là thánh rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Cho nên mà đừng cất giữ tiền mà đừng buồn thôi, mà đừng để tiền sai mình, đó là thánh, cái đó mới thật sự là thánh thật sự đó. Còn nhiều khi chúng ta không tiền mà chúng ta muốn quá trời thì đó là mới phàm phu đó, chứ chưa hẳn là người không tiền. Tôi không cất giữ tiền mà trời, tôi mỗi lần mà tôi đi ra tôi xin văn quá xe mà tôi đi thì kẻ nó dạy người nó khác, tôi bực mình quá trời, phải có tiền nó sướng chút để nhận khổ quá. Thì mấy người cái không cất giữ tiền, mấy người còn phàm phu chưa phải thánh. À, cho nên ví dụ bây giờ thầy cũng tiền, thầy ra bến xe thầy xin cho thầy quá gian xuống thành phố, hãy cái người xe nói xe ông thầy hay hoặc là sư hãy đến xe khác, xe của con đầy rồi, hết chỗ ngồi rồi, lỡ cái xe khác nó cũng nói là xe con người ta đăng ký hết rồi. À, nếu mà bực mình trời có tiền nó chắc nó mời mình cũng kịp, bây giờ không tiền nó không cho mình ngồi, nó cũng có lý đó chứ. À, nhưng mà mình bực mình là mình sai rồi, mình không phải thánh rồi, mình không cất giữ tiền mà mình phải thực hiện cái đi sành đi chính mà, người này không cho người khác cho như vậy. Nhưng mà các con cứ nhớ đi, cứ nhớ đi, thầy hồi đó đâu có tiền đâu mà thầy đi xe từ Trắng Bàn này thầy đi ra ngoài Thường Chiếu mà đi mấy chặng đường chứ đâu phải không. À, lợi xe này không cho lợi xin xe khác, mình là người tu sĩ có gì dẫu dàng đâu, còn họ thiên hạ ùng ùng lên cái xe thứ nhất để cái xe sau tống bóp cái gì lo gì đâu. À, nhưng mà cái chủ xe người ta không cho là tại vì người ta làm ăn người ta không, nhưng mà không ngờ là mình đến xin xe này không được, xe không được. Cái người Phật tử họ bỏ vé, họ bỏ tiền ra họ mua vé xe không cho mình đi, nó có gì đâu. Bao nhiêu người trước mắt họ thấy ông này đến xin xe này không được, tội nghiệp thầy quá, ông có tiền thì có người họ bỏ tiền ra cho mình, họ mua vé xe cho mình đi, mình cũng đi được, không có gì đâu mà cất giữ tiền làm chi khi mình là người xuất gia. À, đó là còn người cư sĩ, mấy con mặc chiếc áo cư sĩ này, mấy con cái đầu tóc này, mấy con ra xin, trời ơi, ông còn tay còn chân mà cũng đi xin nè. Có phải không, mấy ông cục của tôi mới cho chứ, mấy ông chưa có cục mà làm sao tôi cho. Đó là những cái điều kiện, cho nên vì vậy cái giới cất giữ tiền vẫn được gọi là thánh cư sĩ, nhưng mình không bị nô lệ tiền bạc là thánh, còn mình bị nô lệ tiền bạc. Chính cái giới này mới nói lên được cái người cư sĩ, mới nói lên được cái người tôi cất giữ tiền chứ tôi chưa bị nô lệ tiền bạc, tôi làm tôi cất giữ tiền mà tôi làm điều tốt, tôi biết ở chỗ đó nó cần thiết cái số tiền đó để làm cái gì lợi ích sao tôi bỏ ra tôi không tiếc chút nào. Còn đấy có nhiều người cư sĩ họ cất giữ tiền mà họ làm rất đúng, họ đọc được kinh sách này, họ bỏ tiền ra họ mua một cái máy in rất là tuyệt vời, nhưng mà điều kiện là họ ở xứ xa rồi họ mua, cho nên ở đây người ta mua cái máy quá tệ, làm cho thầy xài cũng khó xài, bởi vì họ đọc sách thầy, những sách này nó cần phải phổ biến cho người ta đọc chứ, để người ta hiểu chứ. Cái tâm niệm của người ta khi người ta cầm được cái đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt người ta làm, người ta không hề tiếc mà người ta nghĩ đến cái sự lợi ích cho mọi người mà, cho nên người ta sẵn sàng người ta làm cái điều đó. Nhưng mà khi về đây á, thì tới đây á, thì người ta cái người buôn bán và cái người ta không thật lòng như cái người mà bỏ tiền ra, cho nên người ta mua cái máy người ta đưa cho mình cái máy cũ, nó không có ổn lắm,
là nó sử dụng nó quá quá cực khổ. À, đó là khi đó, đó mà nếu mà mình giữ tiền bạc mà biết làm những cái điều tốt như vậy, đó là người cư thánh cư sĩ, họ là thánh. Chứ nhiều người trời đã có một đồng không dám cho nữa, mới ngon họ tiết kiệm đến đổi mà họ chết đuối rồi mà họ còn họ ngoi đầu lên mà họ nói à bây giờ nó một quan là tôi cứu ông chứ mà thiếu quan tôi không cứu, thôi một quan tôi chết thôi năm xu à thì mà tôi sắp chết rồi mà còn trả giá thì tệ lắm. Thì như vậy là mấy người đó keo kiệt ghê gớm đi, thấy cái mạng sống của ông ta mà ông ta còn keo kiệt đến mức độ đó, thôi ông thà chết cho nó mát cái đẹp, qua tiền ủ quá. Thì cái câu chuyện tuy rằng câu chuyện nó không có thật nhưng mà điều kiện mình thấy đúng là có người keo kiệt đến mức độ đó, không dám loại đồng tiền. Thôi thì ông ăn thiệt là vất vả cực khổ mà tiền bạc đông đông không dám ăn, đừng. Còn có người thôi xa phí xài phí thôi, bỏ tiền mà phục vụ cái cơ thể họ có đủ cách mà cuối cùng họ lại chết sớm hơn ngay nữa. À, còn cái vô minh lậu gồm những gì? Cái vô minh lậu các con biết, những cái gì mà mình không rõ mà đem đến cho mình khổ, cho người khác khổ. Cái gì mà mình không rõ mà làm cho mình, làm cho người khác khổ, mình khổ, đó là vô minh lậu. Nghĩa là có cái khổ à, có cái khổ của người khác, có cái khổ của mình, hoặc là người khác khổ mà mình không khổ, hoặc là người mình khổ mà người khác không khổ. Thì có những cái hành động đó, đó là mình làm được cái hành động đó, gọi là vô minh. Cũng như bây giờ thầy nghĩ rằng thầy phải làm cái điều đó, nhưng mà cái điều đó nó có với người khổ, thì đó cái chuyện làm đó dù mà thầy nghĩ rằng đó là đúng đi, nhưng mà có người khổ thầy vẫn là vô minh. Không, bây giờ đó người ta chửi thầy mà thầy nhẫn nhục tùy thuận, thầy cố gắng thầy chịu đựng, nhưng mà trong bụng của thầy nó phiền não, nó tức ngực, thằng cha này dữ thiệt. Đó thì lúc bây giờ nó là mình chịu đựng như vậy cũng là vô minh lậu. Cho nên cái vô minh lậu nó nhiều mà tất cả những cái mà lấy cái căn cứ vào cái chỗ không làm khổ mình của người mà có làm khổ mình của người là bị vô minh lậu hết. Vì vô minh mình mới làm cái điều đó. Cho nên ở đây minh thì không có bao giờ làm cái điều này. Người nào minh thì không có làm điều này. Bởi vậy cho nên khai triển cái tri kiến giải thoát là khai triển cái minh cho mấy con. Cho nên mấy con không làm cái điều làm khổ mình khổ người. Vì mình có minh cho nên mình không làm khổ mình, không làm khổ người. Còn mình không minh tức là vô minh, trong đó có khổ mình khổ người. Nói một lời nói có người phiền não tức là đã vô minh rồi chứ sao. Vô minh mới nói chứ còn minh làm sao ai nói vậy. Thôi hiểu được. Cho nên nó xác định được hai cái vế rõ ràng con. Không làm khổ mình khổ người, mà những hành động nào mà có khổ mình khổ người là người, cái hành động đó là vô minh. Hiểu không? Con nhân về con hỏi vô minh lậu gồm có những gì? Gồm sao được? Thôi đất ơi, nó nhiều quá. Làm sao gồm được? Nó hở ra cái khó khổ của người khác thì mình biết là vô minh rồi. À, có mình khổ mình cũng biết vô minh, mà người khác khổ mình biết vô minh. À, như bây giờ à, thấy cái món ăn đó ngon, đó là vô minh rồi, thèm nó là vô minh rồi. Nó ngay đó là xác định được cái vô minh của mình thèm bậy đó. Giờ này đâu phải giờ mày thèm ăn rồi, giờ mày khởi thèm ăn rồi bụng mày sôi ột ột luôn đó. Mày vô minh quá, cái bụng mày cũng vô minh. Cái vô minh nó nhiều hoặc lắm, nó gồm nhiều, bởi vì nó có ba cái lậu hoặc mà cái vô minh nó gồm đủ thứ. Mình là con người đang vô minh biết không, cho nên tất cả những cái vô minh lậu đều hoàn toàn ở mình. Ở đằng chốt là con người buồn à, mình nói bây giờ tôi thích đi tù quá à, bắt đầu đó anh chị em rồi đó à, bắt đầu khởi thương tức làm ăn như vậy mà con không lo học hành tới cái mực độ này mà còn đi tu làm gì. Mày bây giờ có tiến sĩ rồi mà mày còn ham đi tu gì, mày muốn làm trời à, đâu tức là có cái chuyện mình nói mình muốn đi tu thôi chứ mày có chọc ghẹo ai đâu. Mà gia đình mình anh chị em không bằng lòng là đó là mình cũng đã vô minh, mình nói lời nói đó rồi. Mình biết là người ta không có thích tu mà mình không, mình nói chi mình tu để cho người ta tức giận, đó là mình cũng vô minh đó chứ. Còn này không, mình vô minh mình nói cái người ta chống đối là mình liền à, đó là vô minh. Cũng như bây giờ đó, hồi bữa nay mình lợi cái mấy người mà tu tịnh độ, mình nói ồ trời ơi làm sao mà có thế giới thiên đàng cực lạc được, mấy người niệm Phật không, cái tin người nào tới hồi nào tới từ giờ ta tin có cõi cực lạc thiên đàng, mình nói cái câu nói đó có phải mình vô minh không? Đối với người tu niệm Phật mà mình nói cái kiểu đó là mình vô minh, có phải không? Người ta tức mình liền á, thấy cha này nói chữ đó muốn đập nó vô rồi.
cõi Cực Lạc. Rõ ràng là có Phật Di Đà đàng hoàng mà ông này nói vậy à, lịch sử đàng hoàng người ta nói vậy đó, ông Phật Thích Ca nói đàng hoàng chứ bộ. À, do đó ông ta bị nhồi cái tư tưởng đó rồi, mà mình nói không có là người ta tức liền tức khác, cho nên thấy cái cha này nói thấy ghét quá. Từ cái chỗ lời nói của mình như vậy là mình vô minh đạo, cho nên nó nhiều lắm. Bây giờ vấn đề vô minh nhiều lắm. Không, bây giờ con hỏi thầy trả lời. Còn cái chỗ nào nữa không? Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa không? Đây có hỏi là chút lại cái câu hỏi thầy giảng vừa rồi. Câu hỏi đầu tiên là thầy giải về ví dụ như mình làm một hành động ác. Ví dụ mình làm một hành động ác là nó có nhân có quả ngay lập tức luôn. À, nó có quả mà. Chứ không phải đợi khi chết rồi nó có nhân có quả. Đúng đó con, nói vậy. Bởi vì con thấy nhân quả, cái trái đầu tiên nó cũng có cái hạt đó trong đó chứ. Cũng như cây mít nó vẫn còn sống chứ mà những cái hạt nó vẫn lên hết. Dạ, và thầy như vậy thôi, những cái hành động của mình từ nhỏ tới lớn như vậy là biết bao nhiêu là quả trái nhân quả. Trời đó con, bởi vì nó trùng trùng duyên khởi mà trùng trùng duyên sanh con. Trùng trùng duyên diệt chứ, bởi nhân quả mà. Nó nhân quả sanh chứ bộ mình đi sanh sao? Có bao giờ mình đi sanh đâu mà nói là nhân quả. Không hiểu chưa? Hiểu được không? Bởi vì thầy đưa nhân quả thảo mộc để cụ thể chứng minh cho mấy con, chứ thầy nói nhân quả con người không, mấy con làm sao tin nổi điều này. Mình thấy cái nhân quả cây cá, bởi vì mình là một cái sự sống ở trong hành tinh này mà. Nó đâu có sai được mấy con. Cái quy luật của nó. Yeah, ghê lắm. Một người có thể không biết bao nhiêu bạn người thú vật. Đó, bởi vậy thú vật, gà, vịt, heo, dê đều là của hành động của mình ra chứ ai, bởi vì hành động nhân quả mà. Con hiểu chưa? Nhân cái quả đó, cái kết quả của cái hành động ác đó. Bởi vậy mình nghĩ vậy mình mới ráng mình tu chứ mình nghĩ cho nên thầy đưa nhân quả thảo mộc rồi đưa nhân quả con người, mình mới ráng mình tu chứ. Không khéo tự mình làm mà bao nhiêu cái con người, bao nhiêu con vật phải chịu chết khổ nè. Các con thấy chưa? Cho nên mình không tu rồi mình cứ tự mình cứ, bởi vì nó luân hồi đó mà. Gọi là nhân quả luân hồi. Vậy là mình giết gà, cái là mình phải hành động ác. Cái hành động ác đó. Bây đó. Giờ mình đang tu không tham không sân si thì biết bao nhiêu những cái người đang hạnh phúc. Cứ hết hạnh phúc đó con. Đó vậy đó. Bởi vì nó cũng sinh năng nhiễm từ trường mà nó đưa đến cái hạnh phúc. Thậm chí như cái không gian, cái vũ trụ chúng ta, nó sẽ quân bình, nó ổn định là nó không lũ lụt, nó không bão tố nữa. Nhưng mà bây giờ cái số của mình ngồi trong ngày ít quá mà hàng tỷ người ở ngoài kia làm ác ghê gớm. Hằng ngày nó bao nhiêu gà, dêu, heo, dê, cá, tôm nó ăn quá trời. Thì làm sao mình đủ mình nỗ lực của mình bằng của ta. Cho nên mình bị lép, cho nên vì vậy mà nó ảnh hưởng lũ lụt nó chết ba thằng đó. Chứ mình ở đây cũng nghe cũng ghê, nó chưa tới mình. Dạ, vậy mà thầy con nghĩ cái chùa Long Đàm đó có một nhóm Phật tử tu bớt con đây giới là không đủ. Còn là giới ác hóa quá nó tấn công rồi. Nói là vậy đó chứ sao đâu. Thưa Trịnh Lão, con hỏi chuyện này. Nhưng mà trong Trịnh Lão nói như vậy, nhưng mà trong một cái quyển sách về chư Phật á, trong quyển nào đó Trịnh Lão nói là những cái từ trường mà thiện ác gì thải ra ngày thì lại không bị tái sinh. À, thầy muốn nói như vậy đó là trong khi mấy con chưa hiểu được nhân quả, chưa hiểu nhân quả, còn bây giờ đã đưa vào cái định vô lậu rồi thì phải giật căn ra hết để mà xác định. Chứ bây giờ thầy nói như vậy mấy con chưa hiểu, mấy con làm sao mấy con tin? Mà Đức Phật nói cái gì mà chúng ta nói bằng ý thức chúng ta hiểu thì chúng ta nói, mà cái ý thức chúng ta chưa hiểu thì không được nói như nói láo. Ờ, mấy con, cho nên trong cái bộ Đường Diệt Sứ Phật mà thầy nói, con nói đó đúng. Bởi vì cái này thầy có nói ra mấy con chưa có triển khai được cái định vô lậu, được cái vô lậu này, được cái nhân quả này, mà thầy nói một con người mà chết mà sanh ra nhiều người thì mấy con có tin không? Thầy nói mà thầy nói khi nó sẽ sanh ra nhiều người, nhưng mà phải khi mà cái thân của chúng ta hoại diệt thì nó sẽ sanh ra nhiều người. Nói như vậy để cho nó trong một cái giai đoạn, còn bây giờ triển khai ra chúng ta mới chặt cầm nữa thì không ai ngoài ai thải được. Muốn nói cái gì nó phải có chứng cớ, chứ còn không lấy thì không chứng cớ. Còn thầy nói kia nó có chứng cớ đàng hoàng là tại vì tất cả những cái tư tưởng người ta đang hiểu như vậy hoàn toàn mình phải nói cho người ta hiểu cho nó đúng. Còn bây giờ đã hiểu rồi thì mấy con biết rằng đây là phải hiểu. Cho nên khi mà nhuận lại những cái tập sách mà cho nó hoàn chứ tất, bởi vì cái đó là từng cái giai đoạn mà từng cái thời điểm của nó. Cho nên khi mà nhuận lại thì cái thời điểm mà đã học qua rồi tập sách này 2005 thì nó có cái nhuận lại nó chỉnh đốn lại cho nó hoàn tất được những cái hiểu biết cho đúng không sai. À, cũng như chẳng hạn là con đọc sách của Đức Phật, có lúc Đức Phật nói như là có cõi trời, có cõi này kia, nhưng mà không ngờ là một cái pháp người ta đã xác định cho biết rằng tất cả đều là thế giới tưởng. Các con thấy không? Đức Phật một cái bài pháp nó đặt sạch hết, nhưng mà Đức Phật vẫn nói có cõi trời, trời này trời kia gì nói đùng lum hết. À, bên đang ngồi mình thấy trời xuất hiện ra,
nhưng mình phải hiểu nó là cảnh giới tưởng, không? Còn bây giờ nói về nhân quả, dù là nói bây giờ cận tử nghiệp vẫn sinh ra nhiều người chứ đâu phải một người không? Còn nói sai không? Đâu có sai đâu. Nghĩa là bây giờ tới chết rồi chúng ta sẽ sinh ra, nó không sai đâu, mà sinh ra nhiều người. Bởi vì mình trong khi cận tử nghiệp nó đâu phải là mình lăn lộn rên la, rồi mình trong khi đó những cái lúc mình gần chết mình tức bực mình la hét con cái nữa. Những cái từ trường nó đâu phải nó sanh có một người đâu, có phải không? Mỗi cái hành động thiện ác của nó đều sỏi sanh chứ. Cho nên vì vậy mình chết mình dạch thẳng từ nghiệp nó vẫn sanh nhiều người chứ không phải một người. Và đồng thời thì hiện giờ để chứng minh cho rõ là nhân quả thảo mộc với nhân quả con người không khác nhau, cho nên trong khi chúng ta vẫn còn sống mà vẫn có những nhân quả để tiếp tục những cái hành động thiện ác của nó. À, nói vậy là trùng trùng duyên sanh ghê quá. Bởi vì Đức Phật cũng nói mà trùng trùng duyên sanh, trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh, đúng không? Trùng trùng duyên diệt mà. Thầy cái lớp bắt chánh đạo này là bây giờ là thầy mới nói vạch trần hết những cái vạch trần hết đó. Bây giờ mấy cái lớp để đào tạo cho mấy con trở thành những bậc A-la-hán thì vạch hết á. Mấy kỳ là thầy chỉ nói từng giai đoạn, từng cấp độ. Đúng đó bạn, đúng từng giai đoạn của nó, từng giai đoạn. À, giai đoạn đầu tiên mấy con thấy không bao giờ mà thầy nói cái vấn đề mà thiền đông độ sai hay hoặc là ai thừa sai. Những giai đoạn mà đầu tiên á, à, lúc bây giờ mà thầy còn núp ở dưới bóng của Hòa Thượng Thanh Từ mà để mà triển khai cái giới luật để cho chúng đi vào giới luật đó, trừ ra không được rồi thì bắt buộc thì mình phải triển khai cái hướng khác rồi. Nghĩa là nó có những cái khó khăn thì mình không triển khai, mình lấy cái lỗi của họ rồi mình hướng dẫn cho họ vào giới luật để đi vào con đường thì mình, từ đó họ mới thấy được cái đúng cái sai của họ. Còn bây giờ họ không chấp nhận thì do đó mình phải triển khai ngay liền, mình phải nhập cái sai cái đúng để cho người ta đừng làm cái đó nữa, để người ta hướng đến cái sự tu đúng. Cho nên nó từng giai đoạn luôn. Cho nên hôm nay thầy triển khai lần của tất cả thầy thì dập hết, à, thậm chí như thầy biết thay vì thầy sẽ dạy mấy con gì nhân quả vũ trụ gì. Nhưng mà thầy chưa khai đâu, để thầy cho mấy con đi thấm nhuần tới cái chỗ mà con có cái trí tuệ mấy con nhìn được vũ trụ của nhân quả là thầy mới nói. Chứ mà bây giờ thầy nói thì nó không có cái chứng cứ, thầy nói thì được nhưng mà nó không có cái hiểu biết của mấy con. Cho nên rõ cũng như bây giờ thầy nói là bây giờ những cái từ trường đó nó sẽ làm cái thời tiết của chúng ta không ổn định. Thì bây giờ chứng cứ chỗ nào để mà nói này? Cái từ trường nó vô hình rồi mà giờ nó làm cho cái vũ trụ của chúng ta nay mưa bão chỗ này, mai mưa bão chỗ khác. Bắt đầu từ đây về sau mấy con sẽ học tới những cái bài cuối cùng về mà nhân quả vũ trụ thì mấy con sẽ thấy được cái điều này cụ thể chứ không? À, mà phải triển khai cái tri kiến của mấy con, cái sự hiểu biết của mấy con, cái tầm hiểu biết của mấy con ở cái chỗ nào mấy con mới hiểu. Chứ bây giờ hiện giờ mình đưa ra cái này cho nên gì vậy mà thầy đưa qua cái bài pháp mà khi mà nhân quả của con người xong rồi thầy thay vì vũ trụ thời tiết của nó thì thầy sẽ đưa nhân quả đó, nhưng mà đặng cho nó trọn vẹn hết mà thì thầy không có đưa qua. Đưa qua thì có con hiểu một cách mờ niềm tin của mấy con đối với thầy, nhưng mà đối với cái sự hiểu biết của mấy con cụ thể. Bây giờ thầy nói sanh con người mà sanh ra một người mà hành động thiện ác sanh ra thì thầy hướng dẫn cho mấy con cụ thể là qua cái nhân quả của thảo mộc. Nó có cái chỗ chứng cứ chứ mấy con, phải không? Còn bây giờ nói về vũ trụ lấy chứng cứ nào mà thầy đứng để mà nói cho mấy con nữa? Thầy phải triển khai cái sự hiểu biết cho mấy con tới cái tầng dốc hiểu biết đó, thầy mới hãy cho mấy con hiểu chỗ đó. Thì bắt đầu bây giờ mấy con nói à, thầy nói như vậy cho thấy khéo léo chứ không khéo thầy nói láo sao. Cái mình nói mà người ta không hiểu thì mình có nói láo trong đó. Đức Phật đã xác định điều đó mà mấy con, cho nên thầy đâu dám nói cái điều đó đâu. Nó mặc dù nó thật nhưng mà cái hiểu không hiểu của mấy con thành ra thầy nói láo. Một lần phải nói cho người ta thật sự là phải chứng minh cụ thể khoa học hàng hồi đàng hoàng như thật mới dám nói. Đúng không? Bây giờ đó à, cho nên vì vậy mà thầy đưa cho các con qua bây giờ nó các con quán các pháp vô thường. À, bây giờ quán các pháp vô thường thì tức là quán thân vô thường trước cái đã. À, bây giờ tới cái giai đoạn mấy con quán tới cái thân vô thường, cái sự thay đổi của từ khi cha mẹ sinh cho đến khi mình già chết thì nó sự thay đổi như thế nào. Hồi nhỏ mình đâu có phải như bây giờ, hồi nhỏ thầy đứa bé nằm nôi thì cái gương mặt thầy nó giống bây giờ phải không? Rồi các con thấy cái tuổi thanh niên của thầy thì cái hình ảnh của thầy chừa chốt chừa giá, mấy con thấy bây giờ mấy con nhìn cái mặt của thầy với cái hình đó nó xa làm như là hai người ba người chứ không phải là một người, có phải không? Nó đó là cái sự vô thường mà mấy con cứ lật nhà cái hình ảnh hồi bé của mấy con.